Hello quý vị. Hôm nay em không có chơi game nữa quý vị. Mà hôm nay em sẽ quay sang em nói về ngữ văn quý vị. À, ngữ văn thì nó có nhiều bài. À, nhưng mà trong đây trong cái đống bài này rồi rồi. Ô trời nhiều bài quá, nhiều bài quá. Cứ dạch thôi. Đó, nhiều bài quá. Em phải kiếm quý vị đó đó. À, trong cái đám bài này nè, trong cái đám cuốn ngữ văn này em tâm đắc nhất là cái bài thương giờ quý vị. Đó. Thì hôm nay nè, em sẽ nói cho quý vị nghe một sự thật. Cái bài này á, tựa đề là thương vợ, đâu rồi, đây à, đâu rồi, đó, tựa đề để là thương vợ vậy thôi. Chứ thật ra, theo em nghĩ này không phải là thương yêu, thương này không phải là thương yêu đâu. Đó. Thương này á, là thương cái bản thân mình. Còn vợ đây đừng có lấy vợ. À, đấy, tức có nghĩa là hai cái chữ này nè, ý của ông tác giả muốn nói là muốn thương bản thân mình thì đừng lấy vợ. À, em nói không có gì không nha. Cái này em không có bị đặt, cái này em nói có lý do hết, lý do đàng hoàng đó. Em có bằng chứng luôn, em có bằng chứng đàng hoàng luôn. Đây để mở cho quý vị coi. À, đây đó. Do cái bữa mà học online đó quý vị, đó, cái bữa mà em học online đó thì đâu rồi, để đợi em phát quý vị, để mở ra đó. Đâu rồi. À, đây là phần cũng có rồi. Đây quý vị, đây khoan từ từ chút quý vị, nhiều bài quá. Đây quý vị đó. Đây thì đầu tiên là ta phải tìm hiểu về ông tác giả chứ quý vị đó. Ông tác giả của cái bài này đó là Trần Tế Sương quý vị đó, thường được gọi là Tú Sương nha. À, thì quê ổng ở đâu thì quý vị cái gì đọc ở trên màn hình nè. Đây để em cho quý vị rồi đó, quê ổng ở đâu thì quý vị cái gì đọc trên màn hình nha. Đó, đây là cái mà em cho là cái suy nghĩ của em nó đúng nè. Suy nghĩ cái bài thương vợ này không phải là thương yêu vợ mà là thương bản thân mình, hãy nếu thương bản thân mình thì đừng nên lấy vợ. À, tại sao em lại nói vậy quý vị? Đây quý vị đọc ra nè, sáng tác của Tú Sương chủ yếu là thế nấm. À, khoảng trên 100 bài. À, gồm nhiều thể loại đó, đổi hay nói chung là tài đó. Đây đoạn này nè, sáng tác của Tú Sương gồm hai mảng, chào phúng và chữ tình đó, đều bắt đầu từ những tâm huyết. À, chết rồi, cái này lộn chết rồi, lộn cái gì, lộn nha em, lộn đó. Không sao, trứng hột vịt lộn, hột vịt lộn thì nó còn lộn được nữa mà, không chỉ con người đúng không cái gì đó. Đây cái này mới đúng nè. Này Tú Sương có hẳn một đề tài về bà Tú, tức là vợ ông đó, gồm cả thơ, văn tế, câu đối. Đó, thương vợ là bài thơ cảm động và hay nhất đó. Văn tế là gì quý vị? Đây, muốn biết văn tế là gì, mình phải lên Google quý vị. Đó, đây bây giờ mình phải gõ văn tế là gì. Đó, văn tế nghĩa là gì? Đó, văn tế là một loại văn gắn với phong tục tang lễ. À, chủ yếu nhằm bày tỏ sự thương tiếc của tác giả và của những người thân đối với người đã mất. Nội dung văn tế thường xoay quanh hai ý chính: một là kể về cuộc đời người quá cố, hai là bộc lộ tình cảm, thái độ của người sống của người sống trong giờ phút vĩnh biệt. À, đó, nói chung là lâu quá không có đọc chữ thì nó cũng hơi bị lắp bắp xíu. Ấy thì quý vị đã biết văn tế là gì ha? Văn tế là văn dùng để đọc cho người chết. Đó. Mà trong khi đó theo như lời giảng của thầy của em đó quý vị, đó, thầy của em giảng đó là vợ của ông này còn sống mà ổng lại làm văn tế cho vợ ổng. Á, vậy thành ra là sao? Tức có nghĩa là hai vợ chồng này là cơm không lành, canh không ngọt quý vị. À, cho nên là ha là ổng mới cố tình ổng viết cái văn tế này là để làm gì, được kể như là chùa quẻo vợ ổng quý vị hả, chùa quẻo vợ ổng gì hiểu quý vị biết ha. Đó, tức là hai vợ chồng này là xích mích ghê lắm. À, cơm không lành canh không ngọt. À, à, và theo em nha là ông này đó là một người sợ vợ quý vị. À, sợ vợ đó, nhiều lần muốn đứng lên để đấu tranh lắm nhưng mà không đứng lên được quý vị đó. Đó, không đứng lên được đó, cứ bị đàn áp hoài luôn, không biết làm gì hết, chỉ có cái tài viết lách thôi, cho nên hình như là viết văn tế để mà kiểu như là chùẻo cái gì đó, chùẻo, còn đó để mà chùẻo vợ ổng cái gì đó, còn chùẻo được hay không á thì em không có biết nha quý vị. Đó, đó. như câu ở trong đây có cái câu thơ đầu tiên nè, quanh năm buôn bán ở môn sông. Hả, môn sông là phần đất. Đây, môn sông là cái gì? Môn sông là phần đất ở bờ sông, nhô ra phía sông. À, này kia nọ đó,
quanh năm muôn bán ở mông sông đó. Thì đây thì như cái câu thơ, cái câu đầu tiên á, thì thầy em giải thích đó là cái câu này là cái câu mà kiểu như nói rằng là vợ ông ấy buôn bán quanh năm ở những cái chỗ bờ sông này kia nọ đó. Rồi nuôi dỗ bờ sông này kia nọ các kiểu đó đó. Thì cái vấn đề đây là gì quý vị? Không, vấn đề đây là gì quý vị? Thường thường nhé, ồ thường thường đó, là sao ta đó. Thì thời phong kiến mà quý vị, thời phong kiến khác lắm. Thời phong kiến là người ta quy định là gì, là phụ nữ là phải ở nhà, phải chăm con, phải bếp núc các kiểu, đúng không? Nhưng mà vợ ông này là được đi buôn bán mà ông này lại ở nhà. Chứng tỏ là cái này là theo em suy đoán nha quý vị, theo em suy đoán đây là ông bị vợ ông giam cầm quý vị đó. Bị vợ ông giam cầm tắm xài vợ mà, đúng không? Vợ ông có quyền, thành ra thành ra là ông xài vợ thì vợ ông gọi là vợ ông có quyền hơn ông đó, cho nên thành ra là hay là sợ ông đi ra ngoài buôn bán, buôn bán giao tiếp này kia nọ, sợ yêu đương nhăng nhít bồ nhí rồi kiểu vậy, cho nên thành ra là quyết định là hay là xông pha cái mặt trận quý vị đó, tự bản thân mình đi buôn bán quý vị đó để giam cầm ông nhà cho khỏi cái bồ bí nhân nhất diệu hiền đó. Đó theo em cái câu này là muốn ám chạy ông ám chỉ rằng hay là tôi bị bà này bị giam cầm quanh năm suốt tháng ở trong nhà, bà không có cho tôi đi đâu hết, bị bà vì bà sợ tôi bồ bí nhăng nhít ở bên ngoài đó. Đó còn câu thứ hai quý vị, câu này là nuôi đủ năm con với một chồng. Nuôi đủ năm con với một chồng thì câu này thì câu này thì nói chung là theo em thì nó cũng chả có gì gọi là đặc biệt hết, cũng chỉ là đơn giản là đủ 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 nuôi con, đủ nuôi 5 người con với lại một ông chồng đó vậy thôi. Đó, lặn lội thân cò, lặn lội khiến cò thân cò khi quả ngắn đó, lặn lội thân cò khi quả ngắn. Khoan khoan chờ chút, đem đấy này, mượn hình ảnh con cò trong bài ca dao để nói về bà Tú. Bóng dáng của câu ca dao con cò lặn lội gì đó. Này kia nói các kiểu thì nói chung là cái này thì em thì cũng không, cái cũng không có ý kiến gì quý vị đó, thì cũng không có ý kiến gì, cũng kiểu như là này là kiểu như là ông cũng nói rằng nói chung là tuy là ông bị vợ ông bắt nạt rồi các thứ, nhưng mà ông cũng nói tốt cho vợ ông quý vị đó. Nói chung là thân thì ông yếu gầy mòn nhưng mà cũng gọi là cố gắng nuôi chồng con các thứ đó, thì nói chung là tuy là bị vợ bắt nạt nhưng mà vẫn nói tốt cho vợ một ít nha. Eo xè mặt nước bụi đò sông. Eo xè là kỳ kèo kêu ca phàn nàn một cách khó chịu. Eo xè mặt xuống mặt nước bụi đò sông. Thì theo em có gì cái câu này á là ý muốn nói gì đúng không? Ý muốn nói là ha là vợ ông này á đi buôn bán ở bên ngoài đó, thì gặp những cái trường hợp như là khách, cũng là có một số người khách gọi là hăm hăm đó quý vị đó, một số người khách gọi là hăm hăm đó. Hăm hăm thì gọi là hay là thì đâu có chửi người ta được, chửi người ta thì mình bị tiếng xấu, mình bị ế hàng là sao đó, cho nên thành ra là gác nhịn quý vị, nhịn xong nhưng mà tối về chửi chửi thẳng mặt ông chồng để mà xả giận quý vị đó. Đó ý ý ông nè, ý của cái câu thơ này ông tác giả muốn nói là hay là bà đi bán về bà có gì không vui, bà cái gì chửi thẳng mặt tôi không mà đó, bà đã giam cầm tôi rồi mà bà còn chửi thẳng mặt tôi nữa đó. Nhưng mà tôi sợ gì, tôi cũng muốn dùng lên để mà tôi đấu tranh lắm nhưng mà tôi không đấu tranh rồi đó, đành chịu thôi đó. Đó thì cái đó cũng là cái nội dung của cái câu tiếp theo vậy, là một duyên hai nợ âu đành phận đó. Thì cái này thì nha, theo em nha, cái ý của cái câu này là ông tác giả muốn nói rằng là thôi cái số phận mình nó vậy rồi, ông trời đã định đoạt mình rồi, cho nên mình đành cam chịu thôi. Trời thấy đau khổ chứ quý vị, quá đau khổ, đau khổ quá đau khổ luôn quý vị ơi. Này, 5 nắng 10 mưa dám quảng công. 5 nắng 10 mưa dám quảng công, đau đầu phàn hoàng đời chúng. Rồi để em lục lọi các quý vị đó, lục lọi tư liệu cái đây đây quý vị. Đây theo như cái câu này nè, 5 nắng 10 mưa dám quảng công đó, thì theo như thầy em giải thích đó, đó là sáng tạo nên cấu trúc thành ngữ dân gian này kia nọ. Nắng mưa là chỉ sự vất vả nhọc nhằn của vợ ổng đó, 5 10 số lượng tăng gấp theo
cấp độ số nhân đó, kiểu như là ông theo như thầy em giải thích thì cái câu này ám chỉ rằng ông nói rằng vợ ông rất là vất vả, rất vất vả, chăm bề này kia nọ, rất là ghê gớm này kia nọ, đúng không? Đó. Nhưng mà theo em thì cái đó là đúng, ông theo là đúng một phần đó, đúng cái đoạn đầu rồi đó. Cái đoạn xa thêm á là nó chỉ đúng cái phần là năm nắng 10 mưa, thì vợ ông có chắc trả thiệt đó. Nhưng mà đó theo em cái phần sau này nó cũng theo em cái phần sau này nó không không theo em á, theo em nha, cái phần sau này nè mới là cái phần ẩn ý nè quý vị đó. Dám quản công đó, dám quản công là theo ý em á nha, ý ý ông nói là hay là dám quản công là sao đó, tức có nghĩa là vợ ổng rất là vất vả này kia nọ đó, lúc ổng cũng cảm thấy thương đó, ổng cũng muốn kiểu như là phụ giúp các kiểu đó, nhưng mà bị bà vợ đáp ngược lại bằng một câu ha, mày dám quản bà mày à, mày có tin là tao đấm cho mày một cái hay không đó. Đó theo em cái chữ công này nè quý vị, công này là không phải là công bằng hay là công gì đâu, công này là tấn công đó quý vị, tấn công này đó. Mặc dù biết rằng bả rất là vợ, nói chung là ông tác giả biết rằng á là vợ ông rất là vất vả để mà nuôi ổng nhà năm người con đó, nhưng mà có điều á là ổng cũng không dám gọi là phụ giúp, bởi vì đơn giản á là hé mồm ra là bả nói rằng ha, ông dám quản tôi à, có tin là tôi công thẳng vào mặt ông đó, kiểu cắt kiểu vậy đó quý vị đó. Trời ơi, khổ khổ quá quý vị ơi, khổ khổ quá đó. Rồi bây giờ tiếp theo đó là câu là cha mẹ thối đời ăn ở bạc đó. Bây giờ khoan 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 để em điều tra phát các bạn, để em điều tra phát. Rồi thì nói chung thì theo em á, cái câu này nè, câu này thì nói chung là cũng không có gì gọi là đặc biệt quá, cha mẹ thối đời ăn ở bạc thì ý ông nói là cha mẹ tôi sống bên đời có bạc bẽo với ai đâu à, các kiểu đó, xin mà sao mà số tôi nó khổ thế này à. À, này kia nọ đó. Rồi cái câu cuối nè, cái câu cuối mới là cái câu mấu chốt nè quý vị đó, có chồng mà hờ hững cũng như không. Ôi trời ơi, quý vị thấy không, quý vị thấy không đó, quý vị thấy không đó, là số phận của ông tác giả quý vị đó, số phận của ông tác giả quý vị đó. Cưới vợ xong phát khổ quá trời khổ luôn đó, không bị vợ nắm hết toàn quyền kiểm soát luôn quý vị đó, vậy mà còn bị ăn chửi thêm câu là có chồng cũng như không thương. Trời ơi, đau khổ quá bây đó. Cho nên hình ra đó, cho nên thành ra đó nha, theo em nha, cái bài thương vợ này, cái tựa bài này, cái từ bài tên này đó, thương vợ nhưng không có phải là yêu thương vợ mình đâu quý vị, thương này là thương bản thân đó, vợ này ha là đừng cưới vợ đó, yêu muốn yêu thương, muốn cho như là muốn thương cái bà, nó nhìn ý của cái tựa bài này là nếu yêu thương bản thân mình thì đừng có mà cưới vợ quý vị. Trời trời, đây là một bài thơ rất là sâu sắc, rất là nhân văn quý vị, rất là sâu sắc để mà gọi là sao ta, sự truyền lại các bạn, rất là nói chung là rất là quý giá vì nó đã được truyền lại để cho chúng ta thấy được cái cảnh khổ sở khi mà chúng ta lấy vợ, khi mà cánh đàn ông chúng ta lấy vợ mọi người ạ. Trời buồn quá mọi người. Rồi ok, thì từ nãy giờ chọc cho vui vậy thôi đó. Thì nói chung là 2 tuần nay mình cũng không đăng video rồi, thì cái này thì cái ý tưởng này nè, cái ý tưởng này là mình có suy nghĩ ra đó, cái ý tưởng này chỉ là mình, cái lúc mà mình học online thì gọi là mình nghe ông thầy ông giảng này cái nọ thì mình đột nhiên mình nảy ra trong đầu mình, thì mình gọi là mình làm cái video này thôi, và video này nhằm mục đích là vui vậy thôi đó. Chứ mình không khuyến khích bạn là kiểu như là đi thẳng vào trong lớp học rồi giáo viên gọi là em hãy phân tích cho tôi cái câu nói là quanh năm nào quanh năm vậy, tôi quên mất tiêu rồi, gì nè, ở đâu rồi, quanh năm à, quanh năm buôn bán non sông đó, như tôi giải thích lúc nãy là kiểu như bị giam cầm rồi các thứ đó nha. Đừng có làm theo mấy cha, mấy cha làm theo con gái hay mấy ông bị ăn con không điểm con gái đúng không, mấy ông đổ thừa tôi à đúng không đó. Nên là vui thôi, hẹn là bạn trong những video sau, bye bye.